Để tri ân và nhớ nghĩ đến công đức khai lập hệ phái khất sĩ Việt Nam của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, sáng ngày 20 tháng 9 năm 2023 tại tỉnh xá Ngọc Vạn, Vạn Ninh, Khánh Hòa, giáo đoàn 3 hệ phái khất sĩ đã khai mạc khóa tu giới định tuệ lần thứ hai dành cho Chư Tôn Đức Tăng Ni hệ phái. Quang Lâm chứng minh và tham dự lễ khai mạc có chư tôn giáo phẩm hệ phái, chư tôn Đức Tăng Ni cùng sự tham dự của hơn 100 hành giả khóa tu truyền thống giáo đoàn 3 nhằm giúp cho chư tôn đức tỳ kheo tỳ kheo ni có thêm điều kiện tiếp cận giáo lý của đức phật rèn luyện sự tu học một cách thuận lợi nhất để tăng tiến trên con đường tu học tầm cầu sự giải thoát mà đức bổn sư cũng như tổ sư minh đăng quang đã chỉ dạy Thượng tọa Giác Nhường Phó Thư ký Giáo đoàn 3 đã đại diện cho Ban Thư ký Khóa Tu, Cung an Chức sự, Cung an Giáo Thọ Sư, công bố số lượng hành giả về tu tập, triển khai nội quy và thời khóa tu tập đạo từ tại lễ khai mạc hòa thượng giác hùng đã có lời chứng minh và tán thán đến các hành giả và toàn thể thiện nam tín nữ tham dự hòa thượng cho rằng chư tôn đức tăng ni phải nhớ nghĩ đến ơn nghĩa sinh thành của cha và mẹ đặc biệt là ơn đức của tổ thầy đối với phật tử tại gia cần chung tay đoàn kết hộ trì tam bảo riêng giới xuất gia phải tập trung tu học phát triển đạo pháp giúp tam bảo ngày càng bền vững được biết khóa tu diễn ra trong 7 ngày từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2023 với nội dung bồi dưỡng các kinh nghiệm tu tập, làm đạo và truyền đạt những lối sống tu học theo truyền thống của hệ phái Khất sĩ.